Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Yo, xin chào anh em nha. Hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ 11 trên ngày 14 ở server mới rồi. Cày cuốc ATM anh em nhau, ngồi đúng cái hôm bận quá anh em ạ. Cái đợt này vừa mới cày cuốc xong thì vào đúng cái đợt lại bận. Bao nhiêu là đội bóng chờ mình. Ui giời ơi, mình phải quản lý bao nhiêu đội đi đá Euro. Thế thành ra là mấy cái kiểu tranh bá di tích này không làm được anh em ạ. Khó ghê đấy. Thôi anh em thông cảm nhá. Tháng sau khi mà Euro các thứ đã nó bình tĩnh lại đi hết đi thì mình sẽ lại tiếp tục quay trở lại là bùng nổ hơn. Đấy. Anh em thông cảm cho mình tí. Mình bận trăm công nghìn việc anh em ạ. Tích ngại. Nhận luôn. Tiên duyên xem nào. Phước lành à. Ơ chính ra cái gói là ok này. Ôi cuối tuần xin vợ 25k nạp vô đây là có thêm tí đào với cả tí bình. Tí rau tí bún. Chấm mút qua ngày. Xin 20 đào luôn. À vận may hôm nay là cái gì? Vẫn là tinh quái đúng không? Được. Lại tiếp tục là thể hiện vận may trong phần vận may. Tập kết bang xem nào. Ngày 4 là có cái gì? Ây à, nhiều đấy. Wow, dị thú xâm lược này. Triệu hồi linh thú nữa này. Ha. Ngon ha. Gói ha. Tiếp tục là mua free 3 phát này. Cộng thêm ở đây đấy. Ngày nào mình cũng mua 3 cái ở đây này. Chủ yếu lấy 15 cái bình, 90 đảo. Rồi, bú luôn. Xem được bao nhiêu dương. Ách chà. 4 dương anh em ạ, hôm qua còn được 5 dương cơ mà. Hôm nay được có 4. Được cái gì? Ôi giời. Nhưng mà quà thì vẫn cùi y nhau, không khác gì hôm qua anh em ạ. Ảo thực sự. À, hôm nay có thêm một cái thần thông tím này. Reset linh thú tí. Xem có được em Chu Tước nào. U là trời em gì đây? Loan điểu nhìn xanh xanh thì cứ tưởng là ứng long nhưng cóc phải. Auto vạt. Ấy, có món ngon này. Ê, vừa đầu ngày. Báo hiệu một ngày cực kỳ may mắn rồi anh em ơi. Hồi toàn rồi. Có khi được cái thần thông tinh quái đó ấy. Chết dở. Để mình xem nhiệm vụ xem nào. Thu hút tinh quái 5 lần này. Chia sẻ 1 lần này. Tinh quái. 1 2 5 lần. Ồ. Ấy, nâng cấp 1 2 3 ơi. Lỡ tay. 4, ôi vãi. Vẫn phải triệu hồi thêm phát nữa thì x5 luôn nhá. Đấy. 5. Đó, còn lại vẫn tích lũy lại anh em ạ. Đấy, ngon ngay anh em. Vận may 9 rồi. Còn đúng một nhiệm vụ 200 đào nữa rồi là lại x10 thêm phát nữa. Xem nào. Cấp nào giảm thời gian 30 phút 37 tịnh bình thủy à. Đấy, tích cực auto chuột. Đặt vào bình là cũng giảm nhiều thời gian phết anh em ạ. Còn 3 ngày nữa thôi. Vị thú ban phúc tiếp tục đi. Uầy, có anh em nào mà x1 một phát vào đây mà ra được cái dương này chưa? Mình chưa bao giờ ra được luôn. Cái dương này thì có rồi. Nhưng cái dương đỏ này thì chịu. Chưa ra bao giờ luôn ạ. Ồ. Nếu như ông nào mà ra trong đấy chắc phải đỉnh cao nhân phẩm lắm ấy. Ơ. Thôi phát cuối nha. Thần thông tím. Còn bao nhiêu nữa? 150. Ok. Thế thì mở cái thần thông xong phát là được luôn này. Cái gì đây? Kim quang hộ thể cũng được. Thú linh thể à? Dành cho né thôi mà mình cóc cần. 10 mạnh. U là trời. Có bảo khí các chủ không? Không có. Mình sẽ triệu hồi thêm một vài lần xem có bảo khí các chủ không anh em nhé. Tầm 3 lần x5. 1 này. 2 này. 3. Thôi không ra rồi thì thôi anh em nhé. Bú sâu quá là chết dở. Xong đến lúc những cái sự kiện ra đếch có mà chơi. Đây là x10 anh em ơi. Bỏ qua hoạt ảnh luôn này. X10 nhá. Xin một tinh quái đỏ. Ôi.
tinh quái cam. À không phải, ngẫu nhiên cũng có cơ hội ra được tinh quái đỏ anh em ạ. Ai chà, mở thử xem nào. Được cái gì? Ui giời ơi, hà bá anh em ơi. Mỗi lần né gây rất thương ngay vào trong công. Phế vật rồi. Ghẹp. Nhưng mà không có cộng hưởng. Chán thế nhỉ. Vận may thì cũng hơi hơi may đấy. Nhưng mà lúc mở dương thì lại quá đen. Yêu chiến yêu vương để mình tính thử xem nào. Hôm nay là 205 này. Nào bây giờ có 500. Để được mỗi level. Không được. Vẫn phải càn quét khiêu chiến yêu vương ở trong này anh em ạ. Mình định lên, nếu như đủ lên được luyện hư hậu kỳ phát thì lên đấy sau thì khiêu chiến. Sau đầu thì mới quét cho nó lợi. Nhưng mà chả đủ thôi. Mục luồn đây. 1006 được 3 level. Hôm nay chắc là lên được 209 anh em ạ. Lên 209 thì sẽ độ kiếp được luôn. Đủ đấy. 5005 mà. Bây giờ mình có 1005 nữa rồi. Chuẩn bị lên 206 rồi. À lên 209 luôn. Sợ gì nhỉ? Phúc địa này. Ủa vãi. Thêm vẫn nữa xem nào. Ok. Tiên duyên. Rồi. Bang bang. Ok. À. Úi dồi, hôm qua trả giá anh em trả giá kém đấy. Không đủ để mua được. Thêm 100 đạp. Thiếu 200 cái điểm nữa thì mình mới có thể là mua được 10 bình. Đấy, lên 206 rồi anh em nhé. 2 bình này. Khiêu chiến xem nào. Đây 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 bảng quân hùng. Phải đánh thôi. Bạo kích, ôi, ngon. Múc luôn. Chết thật. Bảng quân hùng hôm qua quên mới không chơi. Thọt mất một ngày rồi anh em ơi. Phát nữa. Phát nữa. Top, bây giờ mình top 7.000. Hôm nay chắc là mình phải dùng tiên ngọc để mua thêm lượt thôi. Hoặc quên mất không mua đấy, thọt mất 2 hôm rồi. 2 hôm là mất đâu đó mấy trăm phù thiên diễn anh em ạ. 3 vé nữa thôi. 1 cú, 1 gõ. Tiếp tục. Đây này, ông ma đế nào đây này. Cũng trong tình trạng là báo động ấy. Mua thêm vé màu ánh đi nhá. Rồi. Tiếp tục. 5.200. Tích 10 luôn này. Một gõ. Hai gõ. À đúng rồi, để mình xem nào. Ở trong này, để mình đoán thử xem là ở trong này có nhân vật nào được chơi nhiều nhất anh em nhá. Khỉ, gấu, rồi thì heo, cá, chim. Mình thấy khỉ nhiều phết đấy. Khỉ với chim cũng nhiều. Heo cũng nhiều người chơi nhá. Ờ, nhưng mà cá như ít hơn sao. Cá như ít nhất sao. Ồ, mình thấy cá ít nhất luôn đấy. Buồn cười thề với anh em luôn. Lúc đầu mới chơi game ấy, cứ lên YouTube nó quảng cáo mà mấy con gì nhỉ, mấy nhân vật này đều có chỉ số ẩn. Heo yêu với cả chim, à cái gì, thần điểu cái gì, chỉ số ẩn các thứ. Mình cứ tưởng là nhân vật đấy cơ. Xong cuối cùng mãi tìm hiểu ra mới chả có cái chỉ số ẩn còn que gì. Trời đất ạ. Cú thực sự. Rồi hết rồi đấy. Cóc này. Xong nhiều ông còn bảo là con cóc này nó còn có một cái gì nhỉ, dòng ẩn là nếu như mỗi lần con cóc ấy xuất hiện là cái tỷ lệ chặt cây này nó bị giảm đi chứ. Ảo thật ý, không biết mấy cái thuyết đấy các ông lấy đâu ra. Đỉnh thực sự luôn. Nể thật. X1. Ôi, ngon. 100 đào nữa, quá ok anh em ạ. Hợp lý. Tông môn này. À cái tông môn này phải chơi này. Thêm văn nữa này. Đến tu luyện này.
cho ăn học đầy đủ đi. Bây giờ mới level 9 thôi. Ủa mà khoai phết anh em ạ. Hơi thiếu thể lực. Đến đồng hành. Đồng hành bừa cái đi vì nó không ngon. Kháng choáng này. Kháng choáng phản công. Ok. Đúng rồi gì nữa. Phản công là phải kháng choáng là đúng rồi. Chiêu thú thêm à. Ê à, lên level 10 rồi. Không ai yêu cầu nữa. Thêm một con nữa này. Ủa, ui, thêm hai ô nữa à? À, thêm một ô nữa à? Wow. Được của ló. À, con này sắp đầy này. Thế mình sẽ bổ sung thể lực cho nó. Ú la trời. 40 thể lực, 50 thể lực dùng luôn này. Rồi một em phản công à, lại tiếp tục là phản công vậy. Server xem có ai không? Chả có ai. Ô, con này chưa đủ thể lực à, tu luyện đi mày. Ôi, sao giờ này server tu luyện kiểu gì ấy nhỉ? Chắc là mấy con ngon mấy bố kiểu ấy hết rồi. Trong bang này kháng bạo. Dòng mảnh bừa luôn anh em ạ. Bao giờ dòng tím dòng cam thì tính sau. Để dành sau. Tầm này cứ nhích bừa đi. Liên kích bạo kích thay luôn. Hai trăm tu luyện xem nào, xem mày làm ăn được đồ đốt thì không. Hổ ơi. Ơ nhưng mà như không đủ thể lực sao nhỉ. Có nhìn cái thanh niên nó chạy hơi ảo tí anh em ạ. Rồi liên kích bừa đi anh em ơi. Đấy, lúc nào hồi thể lực lại vào tiếp anh em nhá. Gói siêu hời kỹ tông môn phúc nguyên rồi nào. À đây, hôm nay phải tiếp tục là đánh trấn yêu tháp thôi anh em ạ. Ok. Huyết mạch thiên tiên này. Đấy, 220 cái rồi. Xả thôi, không tích cái này làm gì cả anh em ơi. Nhận thần thông xem nào. Có cái thần thông cam nào không? Ui. Ui, thần thông tím này. Ấm hồn pháp cũng được. Ui. Không ăn thua anh em ạ. Thiên duyên. Nhận. Đâu để mình thử khiêu chiến. Ôi đấu pháp này. Quên mất đấy. Ứng long này. Ứng long với chúng tôi này. Bạo kích đi. Đấy, đau chưa? Đau chưa? 1004 à? 1004 sao ăn được mình 2001? Này, ai là né? Ai là né? Ai là né? Vật cưỡi của mình hơi thấp. Chấp nhận là phải thọt thêm tuần nữa anh em ạ. Một phát. Đấy, anh em thấy bạo kích được không? Ăn oan xem nào. Cũng liên bạo này, có quỷ tướng luôn kìa. Ấy, 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 ấy. Úi dồi, xem ai bạo ngon hơn. Uầy. Kinh nhờ. Ai ôi, có giải thi pháp à? Giải thi pháp thì thua. Có giải thi pháp thì thua. Ông đấy bạo kích cũng ghê, là còn thêm quỷ tướng đấy chứ. Ừ nhờ. Mình chưa có quỷ tướng cả bảo khí các chủ đâu. Thế này đánh dị thú xâm lược thì sẽ bị thiệt thòi hơn so với những ông khác nha. Tiếp tục lo 1-1 này. Đánh lại xem thắng được không. Đánh lại em thắng được không. Cũng đau đấy. Cũng đau đấy. Ái chà, 50-50 thôi. Anh em thấy được không? Bạo kích. Ai ông này bị phản công này. Phản công này. Nhưng mà ứng chưa đánh cùng được. Bao giờ mà ứng phải đánh liên tục cơ thì lúc đấy mới đáng sợ. Mà ứng ông này có vẻ hơi yếu. Hình như chưa có cường hóa linh thú sao. Mình nhìn là mình biết ngay.
À này, như chưa qua được, chưa đủ điểm lực chiến. Đi đánh thử dị thú xâm lược tí anh em nhỉ. Mình sẽ đổi cái bộ tinh quái cái đã. Dị thú xâm lược thì mình sẽ đánh cái bộ này. Mình sẽ test cái đấy trước, nếu như mà không đủ gọi là sức sống chịu thì mình sẽ đổi những bộ dưới. Khiêu chiến thử xem nào. Nếu như đánh được 15 hiệp thì mình sẽ ok, còn không thì mình sẽ đổi bộ dưới để có hồi máu anh em nhé. U là trời. 5 hiệp rồi, khả năng cao là trụ được đấy. Khoan, chưa biết thế nào, còn 8 hiệp nữa cơ. Ui da. Đủ được không? Hiện tại là mình cũng chưa có em đào ngột luôn. Nói chung là mấy em vết đỏ liên quan đến bạo kích thì mấy em mà cần thiết nhất để đi đánh dị thú xâm lược thì mình cũng chưa có. Ôi, vừa đủ anh em nhé. Ôi, 5.200 vạn. Vừa đủ. Khoan nha. Đổi đội hình này. Ở dưới này thì bộ dưới này nếu như mà thừa rồi thì thôi. Xem được cao hơn không? 6.800, 7.500 đấy. Nhìn chung là nếu như bạo nhiều thì nó sẽ ok. Ok. Đấy, nhìn chung là cũng tầm tạm. 3.1 ức anh em nhé. Rồi. Đây, để xem thế nào. Lên luôn. Lên được level 189 anh em ạ. Thả luôn con này đi xem nào, có đủ không? Không, vẫn không đủ. Thôi, thế thôi, để dành thế thôi. Reset 1-2 lần nhỉ. Xem được em ứng long hay em gì không. 3 4 này, 5 này, 6 này. Hết cái chỗ này nhá, xem linh thú đỏ ra là con gì anh em nhá. Wow. Phải. Ui, bạch hổ à. Tưởng ra chu tước thì mình lụm chứ bạch hổ thôi vứt. Không lấy anh em nhá. Ok, lại đổi lại bộ tinh quái đi. Không thì mấy ông PK lại dã cho to đầu luôn. Ok, nói chung ngày hôm nay đơn giản như vậy thôi anh em ạ. Tí nữa chắc là xả hết đống đào này là mình lên được 209 rồi. Thì sẽ độ kiếp được lên luyện hư hậu kỳ anh em nhé. Thì chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để cây quốc ATM cùng với mình nha. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em. Bye bye.